Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Sáng Chế 2 Good Invention. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách để chúng ta tắt cái màn hình máy tính laptop khi mà chúng ta không muốn cho cái màn hình nó sáng nhưng lại muốn cái máy nó vẫn hoạt động, nó vẫn chạy các chương trình, các phần mềm mà ta muốn treo. Ví dụ như bây giờ thì các bạn thấy là ở đây thì mình đang có cái dàn là 11 cái máy tính, trong đó là gồm có ở đây có 4 cái laptop và đây là 4 cái cây, và ở trên kia mình cũng đang để 3 cái cây nữa, tổng là 11 bộ đang chạy 24/24. Thế thì mình đã nghĩ ra một cái cách, đó là để chúng ta có thể tắt cái màn hình máy tính laptop nhưng mà lại muốn là cái phần mềm mà ta treo nó vẫn cứ chạy ngày đêm. Vậy thì các bạn thấy là ví dụ ở đây mình cắm cái này vào thì nó sẽ tự động là nó tắt đi. Đây, đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái màn hình laptop khi mà mình cắm vào thì nó tắt đi. Và khi rút ra thì nó ta làm việc bình thường. Vậy đi. Đó là cái đơn giản nhất, là mình mua một cái như thế này. Cái cổng Vega ra HDMI. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái cổng này. Vega ra HDMI thì cái cổng này mua cũng rất là rẻ tiền thôi. Các bạn có thể tham khảo cái link mình để ở phần mô tả của video để các bạn nào muốn mua để chúng ta làm. Và muốn cắm được cái này để cho nó tắt được màn hình khi mà nó chạy đấy, hoặc là ta có thể làm một cái cách khác nữa. Nếu như ta không mua cái cổng cắm chuyển đổi như này thì ta có thể sử dụng như cái này. Bạn có thể nhìn thấy cái này mình cũng đang chạy đây. Đấy, tất cả các máy này mình đang chạy hết. Bạn thấy là mình rút ra thì nó sẽ nó đang chạy đấy. Đây, máy này cũng thế đấy, mình rút ra thì nó sẽ sáng màn hình lên để chúng ta làm việc đấy. Thì bạn thấy là đang làm việc bình thường, nó vẫn đang treo các phần mềm nó chạy. Thế thì ngoài cái việc là mua cái cáp này ra thì như ở đây bạn thấy là mình tận dụng những cái bo mạch mà nó có cái cổng kết nối tín hiệu ấy của các cái màn hình vi tính cũ mà nó bị hư hỏng cái phần màn hình ấy. Ví dụ những cái màn hình laptop giống như trên này này. Đây, những cái màn hình laptop giống như màn trên này mà nó bị sọc hoặc là bị hư cái màn hình này thì ta sẽ tháo lấy cái bo mạch mà nó có cái phần tín hiệu, cấp tín hiệu vào đấy, chỉ cần cái mỗi cái bo này thôi, và ta cộng với một cái dây Vega. Đây, cái dây cáp tín hiệu Vega như này thì cũng rất là rẻ tiền. Hoặc là ta có thể đi xin được đầy ở những cái hàng sửa chữa đồ máy tính thì nó bán có 20.000 một cái thôi. Thì ta tận dụng, ta lấy cái bo mạch Vega này này. Các bạn thấy là đây, mình sẽ rút ra cho bạn xem. Nhớ là các bạn lưu ý là cái bo mạch này nhá, có cổng Vega nhưng là cái dòng màn hình phải là màn hình LED. Đây, ví dụ màn hình LED như này, nó để có chữ LED đấy, hoặc là những cái màn mà nó để từ LED như này thì ta mới dùng cái này được nhá. Còn nếu như những cái màn mà nó không phải màn LED thì thường là ta lại phải cắm điện cấp nguồn cho nó, thì nó lại với có thể là có cái chức năng để nó ngắt. Thì ở đây thì mình thấy là mình đã lấy một số cái bo màn hình LED thì đều làm được cả. Đấy, ở đây thì bạn thấy là có một số bo, thì chỉ có việc là cắm vào này, sau đó là cái đầu này ta cắm vào cái đường cổng Vega ra. Đấy, tuy nhiên là trước khi bạn cắm để cho nó nhận được cái cạc này để nó cắt màn hình thì chúng ta phải có một số thao tác ở đây. Vậy thì nếu như muốn để nó tắt được cái màn hình laptop của ta mà khi chúng ta không sử dụng mà cái máy nó vẫn cứ hoạt động bình thường, nó không ở chế độ standby hoặc là chế độ turn off ấy, thì ta sẽ phải làm một số thao tác như sau. Thứ nhất là nếu như bạn mà có một cái màn hình desktop như này, màn hình máy tính cây ấy, thì bạn sẽ cắm kết nối jack Vega với nó. Đây, jack Vega như này đây. Và bạn sẽ cắm vào, kết nối vào trong Vega của desktop của bạn, của laptop của bạn. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện là nó sẽ nhân bản, có nghĩa là màn hình trên và màn hình dưới đều giống nhau.
màn hình laptop cũng như là màn hình desktop giống nhau thì chúng ta phải vào cài đặt như sau. Thứ nhất là ta sẽ để chuột vào khoảng trống, và đây ta sẽ để chuột vào khoảng trống và ta nháy chuột phải để nó hiển thị ra cái bảng như thế này. Sau đó ta vào mục là Screen Resolution. Đây các bạn nhìn thấy Screen Resolution, mình nháy vào đó thì nó sẽ nháy chuột trái vào đó, nó sẽ ra xuất hiện ra cái bảng cài đặt như thế này. Thì trong cái bảng cài đặt này thì khi mà ta chưa cài đặt cái gì ấy, thì các bạn thấy là mặc định của nó là nó đang để ở chế độ là multi, cái mục là multiple display đấy. Hiển thị màn hình thì nó có đang ở nằm ở mục là duplicate the display, có nghĩa là nhân bản màn hình này thì có cả màn hình laptop và cái màn hình ngoài nó đều phát ra hình, nó đều xuất hình ra. Thì ta phải cài đặt như sau, ta nháy vào cái mũi tên xuống đây này, và ta bạn thấy trong này nó có các lựa chọn như là nhân bản màn hình, hai màn hình đều sáng này, và chỉ để mình màn hình của laptop đây này, và thế này là chỉ để mình màn hình của mở rộng, có nghĩa màn hình của desktop ấy, hoặc là ta cài cái chế độ mà để nó tự tắt được màn hình đấy. Thì ta phải chọn cái này nhé, các bạn nhìn vào cái mục dưới cùng là show desktop only on to này, ta chọn cái này. Sau đó ta vào apply, ta vào apply. Thì lúc này các bạn thấy là nếu như bạn mà không có cái màn hình desktop để hiển thị như này đấy, thì bạn sẽ phải nháy chuột bên ta phải đánh cái mũi tên trên bàn phím của chúng ta đây, có cái mũi tên sang bên trái này đây, trong thời gian mấy giây ta không làm nó lại quay về màn hình mất rồi. Thế bây giờ ta phải quay lại nhé, ta vào apply này, sau đó ta nhanh chóng là ta ấn cái mũi tên đây, cái mũi tên để đi sang bên trái, ta ấn một cái rồi ta ấn enter đấy, ta ấn một cái và ấn enter thì nó sẽ tự động là nó chọn luôn cái lệnh tắt cho ta, cái lệnh mặc định cho ta luôn là chỉ xuất hiện trên màn hình thứ hai. Nó cũng giống như là khi trên này, nếu như có màn hình hiển thị như này thì ta vào apply, sau đó là nó hiển thị thì ta nháy vào cái chỗ là keep trên, nó sẽ hiện cái bảng có từ keep trên ở vị trí chuột mình đang di chuyển này. Còn nếu như mình không thì mình không có cái màn hình như thế, thì khi mà cài đặt thì ra khi ta cắm cái này vào đấy, ví dụ ta cắm một cái cáp tín hiệu của Vega của bất kỳ nào vào, hoặc là một cái cáp HDMI này vào, thì ta đều chọn cái chế độ và sau đó là ta đây mình sẽ làm thực hành cho bạn thấy nhé. Đây ví dụ như mình sẽ cắm cái jack HDMI này, đây jack Vega này, đây thì các bạn thấy là nó hơi lằng nhằng một chút. Đây là cái jack Vega cắm ra đây. Thì nếu như lúc đầu nó đang hiển thị ở chế độ là duplicate thế này thì nó sẽ hiển thị là cả màn trong và màn ngoài đều sáng. Nhưng mà cái màn hình ngoài thì nó không phải màn hình, mà ở đây mình đang lấy mình cái bo thôi, nên là nó sẽ không có cái để hiển thị. Thì bây giờ mình phải chọn chế độ lại này, chọn chế độ là show only on to này, sau đó vào apply này, và nhanh chóng là mình đánh mũi tên nháy bên đây này, sau đó là mình ấn enter này. Thì lúc đó là bạn thấy là nó sẽ tự động là nó nhận lệnh tắt màn hình khi mà ta cắm cái này vào. Còn khi ta rút ra này thì nó tự động nó sáng lại này. Đấy. Đấy khi ta rút ra nó tự động nó sáng lại. Đấy, còn khi mà ta cắm cái này vào nó tự động nó tắt cho chúng ta. Đấy, các bạn thấy rất là hay. Đấy, và đối với tất cả những cái màn hình khác cũng như thế luôn. Chúng ta đều cài đặt chế độ rất là đơn giản như thế, khi ta rút ra thì nó tự động sáng lại. Đây, mình cắm vô thì nó tự động nó tắt đi. Và như cái máy này của mình cũng như thế, bây giờ mình cắm cái này vào thì nó cũng tự động nó tắt đi. Đây, nó đang hiển thị bình thường nhá. Mà mình cắm cái jack Vega vào, nó sẽ tự động nó tắt màn hình đi. Đấy, bạn thấy là cắm vào nó tự động nó tắt màn hình. Đấy, như cái này cũng thế luôn. Mình đang để chế độ tắt bây giờ mình. Đây, mình rút ra thì nó sáng lại, cắm vào nó tắt. Và nếu như các bạn mà tìm cái jack Vega màn hình mà của cái bo của màn hình LED ấy mà không có, thì chúng ta có thể sử dụng cái bo của màn hình không phải màn hình LED. Tuy nhiên cái phần lớn các cái bo không phải màn hình LED thì ta lại phải kèm thêm một cái màn hình như thế này, thì nó cũng hơi phức tạp là phải cắm điện thì nó lại mới có chế độ tắt. Đấy, như cái này là hiện tại mình đang sẽ làm như thế, và mình có làm một cái tấm như này để nó che màn hình
khi mà mình tắt rồi mình che lại cho nó chống va đập vào màn hình. Đây. Đấy, mình chạy ví dụ như thế này, mình để lưu cử ngày đêm thì mình sẽ che lại này để nó không may nó có bắn hoặc là bụi vào nó không việc gì, hoặc là va đập vào nó nhẹ thì nó không bị. Đây, như cái này cũng như thế. Bạn thấy là như cái này bây giờ mình cũng sẽ cắm sang cho bạn. Đấy. Đây, mình sẽ cắm rác vào thì nó sẽ tự động nó tắt đi. Đấy. Đấy, mình chỉ có một cái bon này thôi. Đấy, còn những cái ví dụ những cái máy cây như thế này thì lại đơn giản rồi. Ví dụ những cái cây như thế này thì máy cây thì ta tắt màn hình đi là xong thôi. Đấy. Ở đây thì tất cả các cái cây mình cũng đang đều chạy cả. Đấy. Tắt đi là xong. Còn một cách nữa là nếu như chúng ta mà chạy nhưng không cần dùng đến màn hình thì ta có thể là sử dụng các cái phần mềm như là Antraview. Đây, mình sẽ cắm cái rác xuống đây. Và nó hiển thị trên màn hình ở đây, ví dụ như mình đang sử dụng cái Antraview để mình điều khiển các cái máy tính khác. Đấy, ví dụ mình điều khiển từ xa và mình đang điều khiển ba cái máy tính nữa ở bên trên kia và không cần dùng màn hình thì mình cứ thế mình điều khiển thôi. Rồi, vậy thì các bạn thấy là cái mẹo của mình là rất đơn giản, và bạn thấy cái video của mình để hướng dẫn các bạn cái cách là đấy, các bạn thấy bây giờ ta cắm cái rác chuyển đổi Vega sang HDMI thì nó cũng tự động nó tắt đi. Đấy, bây giờ mình rút ra này, ví dụ đây là cái rác Vega sang HDMI nhá, mình rút ra thì nó tự động nó sáng lại cho mình làm việc. Còn mình không thích nữa, mình cắm vào đây, nó tự động nó tắt chế độ màn hình đi. Tuy nhiên là nó vẫn hoạt động bình thường. Tất cả những cái máy này bạn thấy nó đang hoạt động bình thường. Đấy. Mình rút ra. Đang hoạt động bình thường hết. Mình chỉ là tắt màn hình tạm thời đi thôi. Đấy. Đấy. Bạn thấy là vậy thì cái mẹo của mình là để chúng ta có thể chạy các cái phần mềm hoặc là các chương trình mà chúng ta không muốn nó sáng màn hình để tiết kiệm điện và bền màn hình ấy, thì các bạn có thể làm theo cái cách của mình hướng dẫn. Rồi, nếu các bạn thấy cái video này mà hay và có ích đối với các bạn ấy, thì các bạn có thể cho mình xin một like và một đăng ký kênh cho mình, ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.